Vâng. Thôi. Mua phải con ơi. Thêm đi nào. Hết tiền. Các cháu xin cái túi. Bảy lon nước ngọt. Bỏ húc đấy. Bảy lon là đi 70.000. Ba bao nhiêu nhỉ? 3721 à? Thế là 91.000 à? 9. Thấy không? Tính đi. Vâng. 91.000. Trả tiền. Trả lại cháu 9 canh. Lại 9.000 đây đủ nhá. 5 này. Đếm đủ không? Tí nữa quay lại đòi là không chịu trách nhiệm đâu. 7 này, 8 này, 9 này. Ok luôn. Đủ chưa? Đủ ạ. Tính như đủ đi. Đủ rồi. Cháu có rơi với tiền nhá. Vâng. Mua dài đấy. Cháu mua cho mày ca mà. Nhá. Vâng. Biết là hôm nay là nó sẽ biết cái trò chơi của mình không? Thằng này nó hay xem mạng nhưng mà chắc là không biết đâu. À đâu. Kiểu gì dính đạn. Biết ngay mà nghe tiếng phát đoán chữ tình luôn. Stop here. À được đây. Tớ anh bị xoắn hết cả xít lên nhỉ. Cho một lon. Ủa, ta bảo mày mua bỏ húc, mày mua cái gì đấy? Ngựa húc à? Hổ húc à? Hổ húc à? Hổ húc luôn. Kinh nguyên cả bỏ húc á. Kinh nguyên cả bỏ húc á? Chẳng thế à? Con bò nó cắn được con hổ không? Chẳng thế. Con hổ á, cắn phát chết luôn con bò. Nhưng mà cái này đắt hơn hay là rẻ hơn? 13.000 một lon á. À cũng thế à? Ồ, mày. Hợp. Hợp chương trình. Con hổ này nó ngọt hơn nhỉ. Cũng được. Coi như nhau. Em thích uống con bò. Ơ Tiến. À ơi, Queen. Đầu óc dạo này già rồi. Anh đi chuột rồi. Đầu óc dạo này già rồi hay quên. Thôi đừng có quên. Bốc phét vừa rồi. Không, Tiên. Đây không lại là tiền thì là cái gì? Mấy cái đồng lẻ này thì cũng được. Đây, đồng lẻ gì? Đồng lẻ gì? Thì tao giả tiền nước đó nên đồng lẻ. Giả tiền nước nào? Anh biết bao nhiêu tiền nước không? 28.000. 28.000. 91.000 người ta. 7 lon 13.000 thì trả lại 28.000 à? 13.000 một lon đúng không? 28.000. 7 lon 91.000. Đây này, đây này. Đây này cái gì? Đây người ta trả lại em có 9.000 này. Ôi trời ơi. Mày bị lừa rồi. Lừa cái gì? Anh không phải lừa gì ạ? Em bị thừa. Từ. Trả tiền ơi, đưa tiền ơi. Đưa 100 để em trả lại 9.000. Ngồi sang đây. Đưa 100 để trả lại 9.000. Mày ngồi sang đây. Nào. Mày bị lừa rồi. Lừa khỉ á. 7 lon có 28.000 thôi nhá. Đây nhá. Hôm nay tao sẽ dạy mày bài toán đấy. Tao biết ngay là mày sẽ bị lừa. Thế nên là tao đã chuẩn bị sẵn. Toán gì? Đây, đây. Người ta cũng bảo là 7 lon, 13.000 một lon, 91.000. Đấy là mày ngu. Kể ai bảo học rốt. Thế nên là tao đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây này nhá. 7 lon 28.000 đúng không? Đây đúng này. Rồi, tính cho anh chị em luôn. Đây, tao tính cho mày luôn. 28 này. Lấy 28 nhá. Đấy, đúng không? 91 cơ mà. Có 28.000 nữa, 91 gì? Đây nhá. 7 lon nhá, chia cho 7 nhá. 28 chia 7 nhá, xem phải bằng 13 không nhá. Đúng không? 2 chia hết cho 7 không? 2 chia được à? Thế đấy, nhớ 2 vào đây. Tí nữa lấy. 8 chia 7 không ấy? Hả? 8 chia 7 bằng mấy? 1. Đấy, học giỏi phết đấy, bằng 1.
dư 1 ở đây, 1 x 7 7 8 chứ 7 1 dư 1 đây đúng không? Đúng không? Đúng không? 8 chia 7 bằng 1, dư 1 ở đây đúng không? Bây giờ lấy con 2 xuống. 21 chia 7 bằng mấy? 21 chia 7 bằng 3. Đấy, giỏi thế. 13.000. Đúng. Nhiều bảo à? Đây, đây nhá, chưa hiểu đúng không? Đây, tao sẽ lấy. Thế bây giờ nhá, 7 lon 13.000 đúng không? Đi, đây. Có lòng vọng. Mày nói mày bị lừa rồi, tao giải thích cho. Ý nữa mày lên mày đòi lại tiền cho tao. Đây nhá, 7 lấy 7 con 13 này. 13 1 con này, 2 con này, 3 con này, 4 con này, 5 con này, 6 con này, 7 con này. Đấy, 7 lon vào hút đúng không? 1 lon 13.000 đúng không? 1 lon này, 2 lon này, 3 lon này, 4 lon này, 5 lon này, 6 lon này, 7 lon. 7 lon, 7 lon đấy đúng không? Thì mốt gì, bây giờ cộng 7 lon lại xem ra bao tiền nhá. Là cái số tiền mày phải giả ấy, hiểu không? 3 không, 3 không mấy? 3 cộng số tiền đấy là số tiền anh phải giả chứ. Số tiền anh phải giả. 3 cộng 3 mấy? 6. 6 cộng 3 mấy? 9. 9 cộng 3 mấy? 12. Đúng rồi, 12 cộng 3 mấy? 15. Xuất sắc, 15 cộng 3 mấy? 17. 15 cộng 3 mấy? 18. Đúng rồi, 18 cộng 3 mấy? 21. Đúng rồi, 21 cộng 1 mấy? 22. 22 cộng 1 mấy? 23. 23 cộng 1 mấy? 23 cộng 1 đồng mấy? 24. 24 cộng 1 đồng mấy? 25. 25 cộng 1 đồng mấy? 26. Cộng 1 đồng mấy? 27. Cộng 1 đồng mấy? 28. Chuẩn luôn, 28.000. Thế là 91.000. Cái gì? Số tiền anh phải giả 28.000. Đơn giản. Anh bị vả. Thế sao lại 28.000? 7 lon đúng không? Không biết, đây là cộng thôi. Cộng chia đây. Cộng chia nó khác nhau. Chứ cộng chia khác nhau gì? Người ta nhân. Người ta nhân. Người ta nhân là được 91.000. Nhân kiểu gì được 91.000? 7. Cộng với chia nó khác. Khác nhân. Nhân là một con nổ cộng 7 con nổ thì bằng 91.000. Đây nhá, 17 nhá. Một lon là 13.000 đúng không? Đúng rồi. 13.000 nhân với 1 cộng 7 nhân là vừa thành 91.000. 13.000 đó đúng không? 13.000. Thì bà kia bà bảo em cho anh được ngu giả vờ. Mày ngu lắm mày. Mày bị lừa rồi. 13 cộng 13 đúng. Cộng 13 cộng 13 cộng 13 cộng 13 nữa. Rồi đến cộng thêm 13 nữa bằng 28.000. Chưa. Nhưng mà người ta đưa của em có 9.000 nè. Em đưa người ta 100.000. Bao nhiêu? 91.000. 91.000. 91.000 đúng không? Mà thực tế là hết có 28.000. 28.000 trừ đi 18. À 2. À đâu? Thôi mày rồi đi ai đâu. Từ đây kiểu lát nó hơi chậm một tí. Ôi, đá vòng ba. Vòng ba nếu một sang đây là ba, đây là sáu. Một trừ tám à? Thì vòng ba nói tóm lại là mày còn ở đấy còn 63.000, hiểu không? Thế nên em mới mất 63.000 à? Đấy là mình ngu lên đòi lại 63.000. Thế thì anh được tiền em đấy. Đây 28.000 của tao. 63.000 cơ mà. Hả? Mày điên là tao mua tao hết có 28.000. Không. Không đi đòi cái người mà trả mày 28 là trả mày 9.000 cái kìa. Người ta bảo là 91.000 đủ rồi. 91.000 đủ gì, thừa 63.000. Ngu. Bạn ngu đi bà. Chị đã ngu rồi còn hay cãi cố. Này. Đi đòi ngu thế. Tự nhiên mất 63.000.
sáu ba nghìn lên bảo không biết bà giả lại 63.000 hết có 28.000. Em phải đi lên rồi bà này mới được. Đấy, bà này gian thật đấy. Chả thế gian thương. Tí cái anh đi lên cùng về cùng em. Anh cứ tính đi lên đi, mày cứ bảo là 7 lọn hết có 28.000 thôi. Chứ bà này đánh lắm. Đánh gì? Mày bị ngu à? Mày bị lừa mà lại đi sợ bị đánh. Thế là hôm nay kiếm được mấy lon bò bụng ngon về uống. Rồi. Hay là bây giờ lên xem nó cãi nhau không? Mày đi học đi. Đấy, học đi, nó lừa mày đấy. Mày biết là mày
ơi, ẻm quá, nó lừa bé quá, nó lừa đấy. Chắc dốt quá vì nó anh nó lừa cho gì. Chắc chắn mà để nó lừa.